Pelino là cô gái đến từ công nghệ sinh năm K61 và X Production và các chàng trai đến từ câu lạc bộ dân công tích trường trung học phổ thông chuyên Phạm Thượng Thiên. X Production các bạn. Đồng hồ của các bạn đâu rồi ạ? Xuất phát ở vị trí màu đỏ là đội HP Neo. Xuất phát ở vị trí màu xanh đó chính là đội KPA. Hiện tại tôi vẫn chưa thấy hai thành viên thi đấu của đội KPA đâu. Và dường như trên sân thi đấu này chỉ có đội đỏ thi đấu thôi. Và sau trận đấu của bảng D giữa đội HP Neo và đội KPA sẽ là trận đấu giữa bảng A giữa đội KS1 trong trang phục màu đỏ và đội Neo trong trang phục màu xanh. Và các đội chơi đã sẵn sàng chưa? Và chúng ta cùng đến nhiều. 3, 2, 1, bắt đầu! Vòng giỏ của cả hai đội, giỏ 3 điểm của cả hai đội đã được mở rồi. Chúng ta hãy xem sau đó đi cho anh. Cơ một đàn bóng từ đồ xanh đã rơi ra bỏ chỗ rất là ngồi. Vâng. Bóng đầu tiên 3 điểm của đồ đỏ. Vâng, rô bóng tay của đội đỏ đang nhau tới giỏ 10 điểm. Chúng ta hãy xem liệu có chiến thắng thi đấu hay không. Vâng, chúng ta thấy rô bóng tay của đội xanh đã hết quyền vĩ đại rồi. Vâng. Đội KPA giành được 26 điểm, đội HPA giành được 10 điểm. Xin chúc mừng hai đội.